À, các bạn thân mến, bên này có về một con máy xúc lúa mini rất là đẹp luôn, mà giá rất là rẻ luôn, xài bánh xích nha các bạn nha. Máy gặt đập liên hợp, ủa nó có gặt đập liên hợp không? Hay là nó chỉ xúc lúa thôi? Đầy đủ. Hả? Nó xúc lúa thôi. Xúc thôi à, máy xúc lúa. Ủa mà sao nó méo méo qua một bên vậy ta? Cái thùng á. Chưa dọn lại hả? Chưa dọn. Rồi đây là một con máy xúc lúa mini. Thì mình bỏ lúa vô đây đúng không? Mình dùng cái máy cắt xong mình cắt. Mình bỏ lúa vô trong đó, xong rồi mình sẽ xúc. Mở dàn xúc này ra dùm chú xem cho. Đây. Cái này là nấc chỉnh gì đó. Được không? Trời ơi, hàng mới về á. Gì? Rồi kéo xuống. Nữa. Cái tăng này ra nữa. Đó, rồi. Dỡ lên thử xem. Ủa, kỳ ta. Đó, đây. À, ở đây là nó có một bộ suốt. Giữ quá nha. Ồ, còn mới ghê ta. Đó, mình bỏ vô nó suốt. Ở bên này nó có thêm cái gì nữa nè. Hình như là nó... nó lấy lúa ra đúng không? Đây. Đúng rồi. Ở đây bắt đầu nó đánh ra, nó lấy lúa ra đó hả? Hay cái gì đó ta? Hay rôm gì đó? Rôm. Hả? Thôi kệ cái gì không cần biết đi. Miễn nó chạy nó ra là được. Cái này nó có mấy này nó tạc nữa này cháu nè. Đúng không? Bên này xuống đó. Rồi. Vô đây, tạc rồi. Lúa ra đây à? Hả? Đâu phải đâu. Cái gì ta? Cái gì nữa đây? Nó có cái gạt lúa ra đây đây, tùm lum hết. Ôi, không hiểu được. Mà con này á thì nói chung là một cái máy hoạt động bình thường. Cái máy hoạt động bình thường, máy xúc lúa. Máy xúc lúa. Xúc lúa phải không ta? Máy xúc lúa. Máy xúc lúa. Đâu cháu giật cho nổ coi cháu. Hả? Đâu? Kéo em chi? Không kéo em nổ mới ghê. Rồi. Nói chung là lên một phát là nổ thì ok, nhưng mà chưa dọn thôi. Thì con này là máy xúc lúa hay là gặt đập liên hợp? Gặt liên hợp á. Hả? Gặt nó gặt chỗ nào? Rồi. Thì cái con này thì cái giá bán của nó là 12 triệu nha các bạn nha. 12 triệu, thôi kệ nó đi. Nói chung là cái dân mà nhìn vô xúc lúa thì chắc có lẽ họ nhìn là không biết. À 12. Hả? Ý là con này là máy gặt đập liên hợp hay sao anh? Hay là máy xúc lúa thôi? Máy xúc lúa thôi. À là có nghĩa là lúa cắt xong mình bỏ vô nó xúc. Xúc ra bao. Xúc ra bao. À, nó nguồn ra bao. Phải đập phải gì hết. À rồi rôm nó đi ra luôn. Rôm nó bay ra một bên. À rôm nó qua một bên. À. Rồi mình bỏ lúa bên kia. Đúng rồi. Mình bỏ lúa bên kia, rôm nó bay qua anh này. Bỏ lúa đây nè. À bỏ đây nè. Dạ. Bỏ đây, bỏ vô đây. À còn cái này. Ra, cháu ra à bỏ ngay đây rồi. Giờ em hiểu rồi, đâu bao nó hứng ở đây chứ, lúa ra đây. Lúa ra đó hả? Hứng. Lúa nằm ra đây, nó có quạt có đồ đây tùm lum đây, mình cũng hiểu luôn đây. Tất cả nó đâu có đủ hết đồ, đâu đồ đâu đây nè, đồ nó đầy đủ hết không đây. Dạ bán đó, nè. Lúa đó đây, nè. Hứng lúa ra đó đây nè. Hứng lúa ra đó đây. Nghe xéo rồi anh, nghiêng rồi đó. Là mình đứng ngay đó mình hứng lúa. Còn cái này là cái gì? Cái bàn anh làm gì đây? Bàn vô phía bên này. Đúng rồi. Đến chi ra? Đớp lúa ra đó. Cái này để nó bắt nó ra cái ống gì đây nè. Đây. Hình như là nó cũng thoát lúa. Đúng rồi. Đây, cái họng nó ra nè. Đây nó có cái họng. Lúa nó sắn ra đây sao anh ơi? Đây nè, nó vô đây nè. Hả? Nó đây nè.
lúa nó ra đây. Đúng. À, bắt ốc vô đó. À, nó đầy đủ hết, đâu thiếu gì đâu đúng không? Không thiếu cái gì hết. Giá 12 triệu, có xích ấy rồi luôn. Mà hình như anh chưa có bắt nó vô kìa. Bắt cho nó thành đây nè, cái nó đang tréo dây cô roa nè, qua một bên nè. Anh chưa có bắt cái chân nó qua nè. Mới lấy về anh. Dạ. Em giật rồi, giật thử rồi. Anh lấy gì mà 10 triệu rồi anh bán 12 triệu lấy gì ăn anh? Không không, đây đây. Đây rồi. Đó. Rồi vô số rồi anh. Rồi. Nhanh quá. Đây, lái bên này. À đâu? Chồng là đi rùa thỏ. Không không phải, bên này rùa thỏ nè. Bên này là anh lái, bên này anh lái đây, lái nè. Đó, lái đó. Dạ. Lái bên này, lái này, lái bên này. Qua đây. Này qua đây. Rồi. Ok. 12 tủ. Rồi. Tắt máy đi anh. Dạ. Anh chưa có bắt cái vàng chân nó chuẩn vô nè, nó rớt bù lon ra hết rồi nè. Hàng bãi về nó rã ra hả? Nó rã ra xong rồi giờ mình về phải ráp lại. À. Bao xài không anh? À, à cái bàn đúng rồi, cái bàn. Thôi anh gắn vô chị em nó vướng. Dạ. Đây, nó vô rồi nè. Đây. Đây nó vô đây. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đó. Dạ đúng rồi. Hai cái chân là vô đây. Dạ. Rồi. Anh bỏ lúa ở đây nó chạy vô. À, anh bỏ vô cái cọng rơm nó chạy đây thì nó cái sợi xích này nó sẽ lùa cái lúa vô. À, nó lùa lúa vô xong nó qua bên kia rớt lúa xuống. Nó rớt lúa xuống bên kia. Trời ơi. Alo. Rồi, hiểu. Rồi. Nghe.